giờ chẳng có ngủ. Ấy dưới leo mình ta lớn mà. Bò lên này. Mới có 2-3 bữa nay bò lên này. Chiều tước phân. Đây bông nhắn thỏ mình có bông à. Trồng Tết. Cái lê này mọi người, lê kima của mình nè. Ta cắt cái lê, lê kima vậy nè. Trái sai lắm, lê kima mình sai lắm nha mọi người. À. Trái quá trời trái luôn. Trái lê kima nha mọi người. Trái dữ lắm luôn á. Nằm dưới đất kìa, lừ luôn à. Trái này ăn chịu nhức đầu dưới mà đau bao tử gì đó. Đây nó chín. Để lấy thao đi hái dưa leo. Dưa leo này trái bự rồi. Trồng có 2-3 giây rồi nha mọi người. Ăn ăn không hết luôn á. Ngán à, ngán dưa leo à. Xanh. Cái này bị hư. Cái xịt thuốc bị hư. Cái này trồng 2-3 giây. Này cái xanh của mình được 4 trái đủ rồi. Coi còn sót không, sót trái bự lắm á, mau lắm, bẻ mỗi ngày à. Mơi cũng có bẻ nữa đó, được mấy trái nữa. Cây phai cao trồng mau lớn, mới trồng đây ba lớn rồi. Lại hái trái này thì đếm mơi nó bự lắm. Ra đi mời ăn 4 trái. Mình cứ ra đường ốc. Đây cù nèo, rau cù nèo trồng. Rau cù nèo bữa nay có dưa leo rồi không ăn. Rau găm. Đây cải dúng nè, cải dúng mau lớn, trồng mau lớn. Trồng 2-3 cây, 3 lớn rồi. Đó rau một ôm. Rau một ôm với rau cần. Trồng rau cần, rau một ôm. Cái này rau cần. Trồng vòng vòng nhà, ăn bậy á. Mình bẻ trái ra, trái bí. Như bí đao nha mọi người. Đây mẹ chồng bí đao. Cái bí đao này già bự rồi. Có
ký ạ. Trên ký. Ăn hổm gà quá trời luôn á. Còn đỏ trái mơ mốt ăn nữa. Có 2 giây à, trái đã nở rồi. Nở ra chập sao mấy trái nè. Này cây tắc nè. Mình nấu canh chua mình ra đây mình đá trái mình ăn. Trồng sơ hè. Mọi người sáng trồng có mấy dây vòng vòng nhà mình ăn đâu hết đâu. Chồng nói tiếp hoài, ít khi nào mua đồ ăn lắm. Chồng nói theo hoài vậy đó.